Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Super R1000 RR nâng cấp đậm chất cái thầu với một cái diện mạo retro. Honda Super R1000 RR là cái mẫu mô tô hàng đầu phân khúc của hãng Honda. Thiết kế tuy đơn giản nhưng khá là hầm hố, được ví là cái gã bò mộng trong phân khúc 1000 phân khối. Khá được anh em biker cũng quan tâm và lựa chọn bởi cái tính dễ lái và cái chiều cao được xem là phù hợp với người châu Á. Với những nâng cấp tiêu chuẩn của chủ xe trong clip này đã khiến cho cái chiếc Super R1000 RR phiên bản Resso 2.3 trở nên là đẹp, tráng lệ hơn. Tổng thể được giữ nguyên với một cánh Resso đặc trưng của đồ Honda. Đây được xem là mẫu xe ưng ý nhất của các fan sử dụng cái mô hình Honda. Thay đổi thiết trực nhằm tăng thêm cái sự thẩm mỹ, đem lại hiệu quả kiểm soát phanh rất tốt. Sử dụng cái cụm phanh của Rainbow Elite hoạt động với cái cặp đĩa trước của Rainbow M10. Cái cặp đĩa trước là của Rainbow M4. Hỗ trợ cái tính năng chứa dầu thông qua cái cốc bình dầu Rizomanet cao cấp. Vị trí tay con cùng với đồng bộ hơn khi được trang bị cái tay con rời Rainbow. Với dòng S được bấm vào phong cách là MotoGP tạo nên cái sự chuyên nghiệp cho cái bản độ này. Cuối cùng là nâng cấp đáng khích lệ cho cái chiếc Super R1000 RR. Khi là một yếu tố quá nổi cưng với những cái hũ trong cầu khúc nên chủ xe đã trang bị một cái dàn ống xả là CR Classic, vừa cải thiện cái mặt âm thanh mà cũng như tăng thêm vài cái sức ngựa. MX 100, cái sự hấp dẫn lên ngôi với cái đầu chân là siêu mỏng đến không ngờ. Cái chiếc Honda MX 100 được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì hình dáng này dễ thương, nhỏ gọn nhưng vô cùng hầm hố. Có lẽ bởi những đẹp nguyên thủy chưa làm hài lòng những biker. Chính vì đó nhiều Ấn Độ dần dần xem nhà càng nhiều hơn. Một cái trào lưu đậu MX đã dần dần trải dài ở khắp thị trường Đông Nam Á, dẫn chứng là cái chiếc xe độc quyền dưới đây. Xem qua tổng thể thì con chiến mã khoét cho mình bộ áo mang gam màu ZS với rất nhiều chi tiết được phủ lớp carbon toát lên sự đẳng cấp mạnh mẽ. Đi kèm với đó là những sửa đổi ở phần chèn chân cũng như những món đồ chơi được ghép lên xe rất là mỹ. LED gương cầu bên trong cho ánh sáng cực ngầu về đêm, hai vít lái lắp đầy khoảng trống với tay con, tay thắng thì của CIC, cấu tạo từ nhôm CNC được tích hợp cái chống gãy cũng đầy tiện ích. Đi kèm với đó là cặp cùi nhôm CNC. Chủ nhân đã trang bị cái cụm tăng hành trình ga được rút ngắn đáng kể giúp xe tốc nhanh hơn. Bên cạnh đó là bộ cụm on-off của Domino, khi đồng titan tạo ra cái sự phấn khích tốc độ cho người lái. Bình xăng cũng được ốp cạc bơm bơ đến từ hãng là Arkana là cực kỳ đẹp. Dàn chân mỏng manh đầy cứng cáp với niền nhôm óng ánh cái gam màu xanh dương. Việc chơi bánh căm niền nhôm giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể với mâm đúc viên thủy có trọng lượng là khá nặng, dễ dàng nhanh chán cho người xem. Và góc này nhỏ gọn hơn, mỏng manh hơn, gợi cảm hơn. Các chân đã được phay lại với kiểu dáng độc lạ hướng phong cách Thái Lan. Một bản độ cực kỳ tinh tế đến từ một biker người Thái. Cảm ơn các bạn theo dõi này được trực tiếp. Nhớ like, subscribe.